Những ngày cuối năm, làng bánh tráng Tuy Loan ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng rộn ràng hẳn lên. Mọi người, mọi nhà tất bật vào việc tráng bánh, bán trong dịp Tết. Nhờ gắn bó với nghề truyền thống, cuộc sống nhiều hộ dân nơi đây ổn định, đặc biệt là sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng bánh tráng năm nay tiêu thụ tăng cao hơn so với mọi năm. Cả tháng này, ngày nào gia đình chị Nguyễn Đặng Thái Hòa ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cũng bắt đầu công việc từ lúc 12 giờ đêm để xay bột, nhóm lò bánh tráng cho kỳ bảo hàng dịp giáp Tết. Tuy vất vả, nhưng chị luôn vui vẻ, làm việc luôn tay, tỉ mỉ để có được một mẻ bánh thơm ngon, đậm vị. Cái công việc ngày Tết thì lồm bánh nhiều, tan ngày lên, lồm hơn ngày, mình nghỉ ngày. Còn ngày thường thì mình lồm hơn ngày, mình nghỉ hơn ngày, có thể mình nghỉ nhiều hơn nữa. Mình trón rồi, mình bón hết bánh rồi, mình mới trón lợ. Là nghề truyền thống từ bao đời này ở làng Tuy Loan, hiện chỉ còn khoảng vài hộ giữ nghề, hoạt động thường xuyên. Nhưng cứ vào dịp Tết, nhu cầu thị trường tăng cao, thì có đến vài chục hộ lại đỏ lửa tráng bánh. Nghề tráng bánh này đòi hỏi sự công phu, cần cù, ngoài ra còn phải thức khuya, dậy sớm, chịu nhiều vất vả. Vì vậy, những người làm nghề lâu năm đều đang đau đáu với nỗi lo làm sao giữ được nghề truyền thống. Cỏ Nam á, mình trốn vào cỏ Nam á là mình không trốn. Mà riêng cái dịp Tết mình thôi thì cái dịp Tết thì mình trốn thì cái nguyện vọng của cháu là lùm rang là cái đầu loa nó là cho không có, bởi vì cái lượng bánh trốn của mình là hẳn đét. Nhưng mà khi trốn á thì mình trốn được, mà khi bón ra là hẳn đét là họ không mua. Trong năm mới thì mình cũng gia đình và cũng mọi người trong cả nước thì cũng muốn cũng đấu một cái Tết xung vầy vui vẻ. Bánh tráng Tuy Loan có mùi vị thơm ngon đặc trưng. Nếu ai đã từng một lần thưởng thức loại bánh này thì khó có thể quên hương vị của nó. Chính vì vậy, món bánh này đã trở thành món quà nghĩa tình, là món không thể thiếu của người con Đà Nẵng Quảng Nam trong mâm cơm cúng tổ tiên ngày đầu năm mới.